Đây là một chiếc kính được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750. Một mẫu kính đơn giản nhưng mà được rất nhiều bác đã chọn và sử dụng bởi vì rất là sang. Ánh bóng sáng từ vàng hồng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại này, và chỉ có là vàng nguyên khối AU750 làm ra thì đảm bảo được chất lượng của cái kính. Từng có một vị khách đã đem chiếc kính ở đâu đến, bảo là hồi trước làm ở đâu, nhưng mà người ta tư vấn là 14 cho cứng, nhưng mà cuối cùng đếm thì Kỳ Lân coi rất là mềm. Mà vàng kỹ thuật làm nguội, kỹ thuật của chuyên sâu chưa có tới nên là sẽ lợn cợn và mềm lắm, như rất là mềm luôn. Vàng AU750 cứng, dẻo và ánh sáng bóng từ cái hội ngoại như thế này. Thì tất cả những mẫu kính hay là lắc tay hay nhẫn hay bất cứ cái gì là Kỳ Lân thực hiện chế tác như là kiểu như Donnie đóng giày cho từng vị khách hàng. Những mẫu Kỳ Lân làm riêng, những mẫu khách yêu cầu hoặc là quý khách có mẫu thì đưa Kỳ Lân sẽ làm y chang như vậy. Hoặc nếu như quý khách nào chưa có mẫu mà chưa có ý tưởng luôn thì hãy liên hệ với Kỳ Lân luôn để Kỳ Lân lên ý tưởng và thiết kế và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chí luxury Kỳ Lân, tinh tế và sang trọng đẳng cấp thượng lưu.